Rồi, thì cookery classes đó con, là những cái lớp ha, những cái lớp dạy nấu ăn. Thì mình sẽ nghe 10 cái khoảng trống này về những cái lớp dạy nấu ăn. Vậy thì cái cột đầu tiên đó là cookery class, có nghĩa là những cái lớp ha, những cái lớp nấu ăn. Thì nó sẽ có 3 lớp, ở đây con sẽ thấy nó sẽ có 3 lớp là The Food Studio, right? The Food Studio là cái lớp đầu tiên là The Food Studio. Lớp số 2 sẽ là Bones Cookery School ha. Bones Cookery School. Và cái lớp thứ 3 nó sẽ là The gì đó, Central, có nghĩa là trung tâm gì đó. Thì số 7 là cái tên của cái lớp số 3 đó, thì chút xíu con sẽ nghe ha. Và thường cái tên nó thì nó sẽ đánh vần cho con. Nếu mà cái tên mà nó là quen thuộc á, như là Mary, là Joy hay là Anna gì đó, thì nó sẽ quen thuộc đúng không? Cho nên là người ta sẽ không có đánh vần. Nhưng mà những cái tên lạ thì người ta sẽ đánh vần cho con nha. Thì chuẩn bị số 7 là mình sẽ nghe một cái tên nha, tên của cái lớp số 3. Cái focus là gì vậy đẹp? Focus. Focus. Focus là gì không? Đúng rồi, chú ý. Đúng rồi, cái giống như là cái trọng tâm á, cái trọng tâm của cái lớp đó ha. Cái trọng tâm của cái lớp đó nó là gì? Có nghĩa là ví dụ cái lớp đó nó tập trung vào cái gì đó nha. Thì how to gì đó, cook in sorry, how to gì đó and cook with seasonal products nha. How to là gì không? How to. Dạ, là như làm bằng cách nào? Cái cách. Giống như là cái lớp này nó sẽ chỉ mình cái cách để mà làm cái gì đó và cook và nấu với những cái seasonal products, là những cái products là những cái gì ở đẹp ha? Products. Cái sản phẩm. Ừ, những cái những cái sản phẩm là seasonal là gì đây con? Theo seasons. Cái này là phải biển không nhỉ? Seasonal là theo mùa đó con. Seasonal theo mùa có nghĩa là ví dụ như là mùa này nó sẽ có cái thực phẩm gì, mùa kia nó sẽ có những cái thực phẩm gì nha. Thì nấu những cái giống như là những cái seasonal products là những cái thực phẩm theo mùa đó con nha. Vậy thì dạy cho mình cái cách gì đó và cái cách là cook là cách nấu. Vậy thì con nghĩ là ngay cái khoảng trống số 1 nè, mình sẽ điền một cái từ loại gì đi. Mình sẽ điền một cái danh từ, mình sẽ điền một cái tính từ hay là mình sẽ điền một cái trạng từ? Thưa cô là một cái động từ. Đúng, chính xác. Tại vì phía sau đó là to đúng không con? Thường là sau to nó sẽ là động từ nguyên mẫu đúng không? Với lại là con để giùm cô cái từ and. And thì nó sẽ nói hai cái từ mà cùng từ loại với nhau ha. Ví dụ như là trước nó là động từ á, xin lỗi, trước nó là sorry, sau nó là cook là động từ đúng không con? Thì trước nó cũng là cook là động từ, thì trước nó cũng là động từ luôn. Vậy thì sau and là động từ thì phía trước and cũng là động từ luôn nha. Vậy thì mình sẽ điền cái số 1 này, mình sẽ điền một cái động từ vô trong đó nha. Số 2 là other information, cái thông tin xuất hiện trong số 2 thì mình sẽ nghe thêm những cái thông tin khác. Ví dụ cái lớp này nó sẽ có small classes thôi, nó chỉ có những cái lớp nhỏ thôi, hay là cái lớp cái sĩ số của lớp nó ít á. Also offers classes. Offers là gì đây đẹp ha? Offer. Offer, what does it mean? Offers. Offers coi là cung cấp đúng không ta? Mang đến coi là cung cấp. Vậy là cái food studio này nè, thường nó sẽ cung cấp những cái lớp nhỏ, kiểu như là lớp mà sĩ số mà nó ít á, và nó cũng offers có nghĩa là nó cũng cung cấp những cái lớp như thế nào đó nữa. Vậy thì con nghĩ là cái khoảng trống số 2 này mình sẽ điền cái từ loại gì? Classes nó là danh từ, vậy là phía trước nó là gì đây con? Classes là danh từ, vậy là phía trước nó là gì đây đẹp ha? Classes. Hả? Vậy là những tính từ. Đúng rồi, vậy là cái khoảng trống số 2 này mình sẽ điền một cái tính từ đúng không? Có nghĩa là cung cấp những cái lớp nhỏ nè, và cũng cung cấp những cái lớp gì nữa ha? Thì con nghĩ lớp gì ta? Lớp lớn nè, có nghĩa là lớp lớn là những cái lớp mà sĩ số nó đông hả, phải không? Maybe nha. Thì ví dụ như là biết ví dụ chẳng hạn như vậy, thì cung cấp những cái lớp nhỏ nhưng cũng cung cấp những cái lớp mà sĩ số lớn nữa. Thì nói chung là cái khoảng trong số 2 này mình sẽ nghe, mình sẽ điền một cái tính từ ở đây. Ở đây là động từ nha, ở đây là tính từ nha.
về cái Bones Cookery School, về cái Bones Cookery School này thì food that is gì đó, có nghĩa là cái focus của nó, cái giống như là cái trọng tâm của nó sẽ giống như là sẽ dạy cho mình nấu những cái món ăn mà nó như cái thế nào, mà như thế nào đó. Vậy thì câu số 4 này con, mình sẽ điền cái từ loại gì vô đây? Food that is, như là động is, nó là động từ to be, vậy là danh từ. Nếu là vậy danh từ này, tính từ chứ, tại vì động từ to be nè con, động từ to be nó sẽ đi chung với lại tính từ nha. Nè, giống như là ví dụ như là you are, he is, she is, ví dụ vậy nha, thì phía sau nó sẽ là tính từ đó con nha. Thì con nhớ là động từ to be nó sẽ đi chung với một cái tính từ, cho nên là con khoảng trong số 4 này nó sẽ là một cái tính từ, là những cái loại thức ăn mà nó như thế nào đó, có nghĩa là dạy cho mình nấu những cái loại thức ăn mà thức ăn đó nó như thế nào. Ví dụ như là nó gì đó, cái số mình nghe tiếp ha, để thôi spoil nó bán tiêu. Includes recipes to strengthen your, có nghĩa là nó sẽ include, nó sẽ bao gồm những cái recipes, là những cái công thức nấu ăn đấy ha. Right, recipes là công thức nấu ăn như vậy. Nó sẽ bao gồm những cái công thức nấu ăn mà để strengthen. Strengthen là làm gì đây? Strengthen là để mà, strengthen nó là động từ của lại cái từ strong đó. Strong là mạnh. Làm mạnh có nghĩa là làm tăng cường, đúng không con? Đó là bao gồm những cái recipes, những cái công thức mà làm tăng cường cái gì đó của bạn nha. Có nghĩa là tăng cường cái gì ta? Con nghĩ khoảng trong số 5 này mình sẽ điền gì? Đó là bao gồm những cái công thức nấu ăn mà nó sẽ tăng cường cái gì đó của con. Hương vị. Hả? Tăng cường gì? Hương vị hả? Dạ, em nghĩ vậy. À ok, nếu mà hương vị thì sẽ là ví dụ như là smell, right? Bao gồm tăng cường hương vị hả? Rồi ok, chút xíu mình nghe rồi mình điền vô ha. Với là mình để mình làm mạnh đó là mình làm khỏe cái gì đó ha. Yeah. They have a free gì đó, every Thursday, có nghĩa là họ có một cái free gì đó không ha. Vậy thì con sẽ điền cái khoảng trống số 6, con sẽ điền cái từ loại gì đây? Có một cái free gì đó ha, một cái gì đó miễn phí mỗi bữa thứ năm. Một cái gì mỗi thứ năm vậy con? Con nghĩ thứ hai. Mình sẽ điền từ loại vô đây con. Free là tính từ nè. Vậy thì phía sau tính từ nó sẽ là danh từ. Đúng rồi, là danh từ đúng rồi. Vậy là mình sẽ điền một cái danh từ, có nghĩa là mỗi mỗi thứ năm thì cái này nó sẽ có một cái gì đó nó free nha. Ví dụ như là một cái bữa ăn ví dụ vậy nha. Hay là một cái party gì đó nha. Là một cái buffet gì đó, ví dụ vậy nha. Rồi, mình nghe nha, nghe khoảng trống số 6 nha. This one. Mình chấm số 1 tới số 6 trước như vậy ha. Con nghe nó có bị giọng tiếng không nha? Bên Zoom cô biết nó có bị giọng tiếng, nếu không thì cô sẽ gắn tai nghe vào. Rồi. Nó có bị giọng tiếng không đẹp? Dạ em đâu có nghe gì đâu cô. Ủa, à là cô chia sẻ cái âm thanh hả? Cô chưa chia sẻ âm thanh. Sorry nha, con đợi cô tí xíu để cô chia sẻ âm thanh. Ok. Rồi bây giờ cô chia sẻ âm thanh tiếp ha. Okay, share screen. Okay. Rồi, cô bật lại nha. Some time to look at questions 1 to 6. And an official at a tourist information center. First, you have some time to look at questions. Nó có bị giọng tiếng lại không đẹp? Con nghe chưa? Yeah.
Ok, nó có giọng tiếng nha. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình nghe ha. Thấy không? Bên Zoom nó ưu việt hơn tiếng xíu ha. Nào. Ưu việt. 1 to 6. À, sao con? Em nhái rồi. Nghe bài đi. Mệt quá. Rồi, bắt đầu nghe nha. Nghe luôn ha. You will available. How can I help you? Oh, hi. You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Hello, Tourist Information Center. Mike speaking. How can I help you? Oh, hi. I wanted to find out about cookery classes. I believe there are some one-day classes for tourists. Well, they're open to everyone, but tourists are always welcome. Okay, let me give you some details of what's available. There are several classes. One very popular one is at the food studio. The first cooking class is at the food studio. So studio has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 6. Hello, Tourist Information Center. Mike speaking. How can I help you? Oh, hi. I wanted to find out about cookery classes. I believe there are some one-day classes for tourists. Well, they're open to everyone, but tourists are always welcome. Okay, let me give you some details of what's available. There are several classes. One very popular one is at the food studio. Okay. They focus on seasonal products, and as well as teaching you how to cook them, they also show you how to choose them. Right, that sounds good. How big are the classes? I'm not sure exactly, but they'll be quite small. And could I get a private lesson there? I think so. Let me check. Yes, they do offer those. Though, in fact, most of the people who attend the classes find it's a nice way of getting to know one another. I suppose it must be, yes. And this company has a special deal for clients where they offer a discount of 20% if you return for a further class. Okay, but you said there were several classes. That's right. Another one you might be interested in is Bond's Cookery School. They're quite new. They just opened 6 months ago, but I've heard good things about them. They concentrate on teaching you to prepare healthy food, and they have quite a lot of specialist staff. So, is that food for people on a diet and things like that? I don't know if I'd be interested in that. Well, I don't think they particularly focus on low-calorie diets or weight loss. It's more to do with recipes that look at specific needs, like including ingredients that will help build up your bones and make them stronger, that sort of thing. I see. Well, I might be interested. I'm not sure. Do they have a website I could check? Yes. Just key in the name of the school. It'll come up. And if you want to know more about them, every Thursday evening they have a lecture at the school. It's free and you don't need to book or anything. Just turn up at 7:30. And that might give you an idea of whether you want to go to an actual class. Ok ông Đạt ơi, ok ông Đạt. Dạ yeah, cũng được nhưng mà em không, em biết nó chỗ nào nhưng mà em chưa nghe được cái chữ cần điền. À, con có điền được một trong sáu khoảng trống này chưa? Dạ yeah, rồi, em điền được hai. À, là với ví lại dụ cái, được ba nhưng mà một cái nó lụi. Rồi, vậy là số một là gì ta? Số một là chọn, cách chọn choose đúng không? Choose sao? Ok, số hai con. Số hai không biết. Số 4 3 là healthy. Healthy. Số 4 là healthy. Rồi một khoảng trống nữa. Số 5 là website không? Website hả? À, không, số 5 là website. Số 5 là includes recipes, là bao gồm những cái công thức nấu ăn mà làm cho mạnh cái website của bạn hả? Phải không? Mạnh cái gì không? Nói chung là liên quan tới thức ăn thì sẽ làm giống như tăng cường, ừ, tăng cường cái gì đúng không? Hả? Cái 6 là website. À, số 6 là website hả? Have a free website. Website thì lúc này nó trả free ta. Rồi biết nhưng mà em nghe cái gì đó nói là
cái website gì đó, xong rồi cái ông đằng sau ông nói gì đó mà free mà em chưa nghe kịp. Ok rồi, rồi ok ok rồi con nghe lại cái chỗ free đó nha. Hai khoảng trống đó đúng rồi đó. Số 1 là choose là chọn đúng rồi ha. Số 4 là healthy. Good. Next one. Nghe lại one more time. Section 1. Example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Hello, Tourist Information Centre. Mike speaking. How can I help you? Oh, hi. I wanted to find out about cookery classes. I believe there are some one-day classes for tourists. Well, they're open to everyone, but tourists are always welcome. Okay, let me give you some details of what's available. There are several classes. One very popular one is at the food studio. The first cooking class is at the food studio. So studio has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 6. Hello, Tourist Information Centre. Mike speaking. How can I help you? Oh, hi. I wanted to find out about cookery classes. I believe there are some one-day classes for tourists. Well, they're open to everyone, but tourists are always welcome. Okay, let me give you some details of what's available. There are several classes. One very popular one is at the food studio. Okay. They focus on seasonal products, and as well as teaching you how to cook them, they also show you how to choose them. Right, that sounds good. How big are the classes? I'm not sure exactly, but they'll be quite small. And could I get a private lesson there? I think so. Let me check. Yes, they do offer those. Though, in fact, most of the people who attend the classes find it's a nice way of getting to know one another. I suppose it must be, yes. And this company has a special deal for clients where they offer a discount of 20% if you return for a further class. Okay, but you said there were several classes. That's right. Another one you might be interested in is Bond's Cookery School. They're quite new. They just opened 6 months ago, but I've heard good things about them. They concentrate on teaching you to prepare healthy food, and they have quite a lot of specialist staff. So, is that food for people on a diet and things like that? I don't know if I'd be interested in that. Well, I don't think they particularly focus on low-calorie diets or weight loss. It's more to do with recipes that look at specific needs, like including ingredients that will help build up your bones and make them stronger, that sort of thing. I see. Well, I might be interested. I'm not sure. Do they have a website I could check? Yes. Just key in the name of the school. It'll come up. And if you want to know more about them, every Thursday evening they have a lecture at the school. It's free, and you don't need to book or anything. Just turn up at 7:30. And that might give you an idea of whether you want to go to an actual class. Vậy thì cái khoảng trống số số 2 con nghe được chưa? They also offer sao con? Em nghe là lesson. Lesson hả? Số 2 là lesson hả? Là lesson classes. Lesson classes là gì ta? Lesson thứ nhất đó, nó học phải là danh từ. Xin lỗi, lesson nó là danh từ. Mà nãy mình nói là ngay chỗ này mình cần một tính từ đúng không nè? Ở đây mình cần một tính từ không? Yeah. Coi là những cái lớp gì đó. Để chút xíu mình nghe lại ha. Discount bao nhiêu? Số 3, discount bao nhiêu phần trăm? Thế rồi. Số 3 discount bao nhiêu phần trăm? Hả? Dạ, em không nghe được. Ok, ok. Rồi, vậy thì chút xíu con nghe được. Cái chỗ này dễ nghe lắm. Người ta chỉ đọc một con số thôi á. Có là người ta chỉ đọc một cái con số là discount bao nhiêu thôi. Nha. Rồi. Số 4 là healthy rồi. Số 5. Để làm tăng cường gì ta? Strengthen, tăng cường. Strengthen. Số 5 nhỉ? What is it? Số 5 là indifferent gì đó. Em nghe thôi chứ em không biết.
Ok. Mình giống như là con giống như là những cái công thức mà tăng cường, ví dụ như tăng cường mắt nè, tăng cường sức khỏe, health ví dụ như vậy nha, tăng cường giống như là sức đề kháng ví dụ như vậy nha, thường nó sẽ làm strengthen cái gì đó của mình nha. Số 6 con nghe được chưa? Số 6 để coi. Do là cũng cũng là em cũng nghe thôi chứ không có viết được là parent gì đó, parent thì Guarantee. Ok, rồi, để mình nghe lại nha. Rồi, ok, let me see. Bây giờ cô nốt lại trong đâu đây ta? Rồi, cô nốt lại trong một cái file Word mình học ha. Oh, sorry. File Word. Sáng nay học anh văn thí điểm đó nha, đẹp. Rồi, listening rồi. Bây giờ cái này là IELTS 14 nè. Cái này là quyển IELTS 14 nè. Xin lỗi IELTS 13 ha. Học tới IELTS 10 là đi thi. Yeah. IELTS 10 nhóm đi thi được. Được không? IELTS 10 tự tin đi thi chưa? 13, 12, 11, 10. đây đó mới biết được. Sao nhựa dữ vậy ta à? Mệt không? Con có mệt không? Dạ không, bình thường. Ok. Nhưng mà chắc chút xíu nữa sẽ mệt. Em học tới 9 giờ tối luôn á. Vậy hả? Chết không? Từ 2 giờ tới 9 giờ tối. Từ 2 giờ tới 9 giờ tối nha. Vậy là bằng cả ngày làm việc của người ta rồi đúng Vậy là không? phải trả tiền á. Vậy mẹ phải trả tiền cho em. Trời Để vậy em đó làm hả? việc. Dễ sợ chưa? Yeah. Cái này là session, cái này là test one. Thôi đi cô ghi kỹ tí xíu. Chút xíu cô gửi cho con cái này, con copy lên cái link của mình được không? Với lại cái link học IELTS mà mình note lại everything á. Nha. Rồi. Ê, hình như cô có khoan, được được được, cô nhớ rồi, cô nhớ rồi, để cô note trên đó luôn. Cho nó tiện. Mình mở cái file đó thôi cho nó tiện. Ok, let me cô còn nhớ tên file nữa đó. Con nhớ tên file không? Đạt học giỏi. Rồi, ok. Nó trên đây luôn ha, kiểu như trên cái file này cho nó thống nhất. Okay. Nhiều nha, nhưng mà có ai đó có học bài không ta? Đẹp. Ai đó có học bài chút xíu, Ai đó có học bài chút xíu hả? Học gì ta? học từ vựng con Dữ rồi, học từ vựng gì ta? Học là từ vựng sao gì con ta? Học từ vựng gì, dễ gì có học từ vựng dễ gì? thì mấy cái chữ mà cô ghi màu xanh xanh đó. Dữ luôn, chút xíu đầu đầu xíu cô thử giả một vài từ trong đó ha. Nhưng mà bài Ok của nó bay rồi, tôi là bữa sao được. không? Thấy không, sao nói với cô là không mệt. Sao nói với cô là không mệt. Vậy. Hả? Nói Vậy vậy mới dạy được chứ. hả? Trời, tâm lý quá ta. Tâm lý quá ta. Thank you nha. Thank you so much. And so sorry for misunderstood. Ok. Rồi. Ok. Câu số 1 con ha. Câu số 1 nè. Hồi nãy con nói số 1 là choose đúng không? Choose right. Choose chọn ha đây. Đúng Yeah. không? Ừ. Hồi nãy số 4 là healthy đúng không? Ba để đây. Ok, hai. Cái bạn anh văn thí điểm mà cô mới ép vô nhóm đó, bạn nó cũng xịn lắm ấy nha, bạn nó cũng giỏi lắm. Bạn học tiếng tự trọng nhưng mà bạn học Biết chuyên được văn. Ừ, học tiếng tự trọng chuyên nhưng mà bạn văn học nữa. chuyên văn. Ừ, chuyên văn nhưng mà cũng rất giỏi anh văn nha. Lúc đó cô ôn cho bạn từ lớp 9 lên lớp 10 á, bạn thi được 9 điểm mấy là cao điểm nhất lớp luôn, coi là cao điểm anh văn cao nhất lớp.
anh văn cao nhất lớp văn. Với lại lúc đó bạn thi anh văn là bạn đậu rồi mà không, kiểu như sợ sợ không có thi Ủa mà sao bạn lại học anh văn thí điểm ta? Thì học anh văn thí điểm chứ không, trường con nghĩ là trường Lý Tự Trọng là trường chuyên là học anh văn thí điểm mà, chứ đâu đâu có học anh văn thường đâu, thiệt á, trường chuyên là học anh văn thí điểm không à. Xịn lắm á, xịn giỏi. Rác rồi cũng nhìn rác vậy lắm, mấy tài lắm. Ok, rồi, số 3, số 2 nha. Rồi, số 2, let me see. Nghe lại nha. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7. Classes. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 6. Hello, Tourist Information Centre. Mike speaking. How can I help you? Oh, hi. I wanted to find out about cookery classes. I believe there are some one-day classes for tourists. Well, they're open to everyone, but tourists are always welcome. OK, let me give you some details of what's available. There are several classes. One very popular one is at the food studio. OK. Rồi, đang nhắc về cái food studio đúng không con? They focus on seasonal products, and as well as teaching you how to cook them, they also show you how to choose them. As well as teach you how to cook them. As well as là cũng như là dạy bạn cái cách để mà bạn nấu ăn. Thì họ cũng dạy bạn cái cách là gì đây con? They also teach you how to choose them. Nè, con nghe rõ chỗ đó không? Nghe rõ chỗ đó đúng không? Choose them. Right, that sounds good. Okay. Details of what's available. There are several classes. One very popular one is at the food studio. Okay. They focus on seasonal products, and as well as teaching you how to cook them, they also show you how to choose them. Right, that sounds. Tại vì cái cách nấu và cách chọn nữa, cho nên là số 1 sẽ là choose, đúng rồi đó con nha. Rồi con số 2, con nghe giùm cô là ngoài cung cấp những cái lớp học mà có cái sĩ số lớp giống như là sĩ số lớp nhỏ đó, ít đó, thì họ cũng cung cấp những cái lớp gì nữa nha, họ cũng cung cấp những cái lớp gì nữa. Good. How big are the classes? I'm not sure exactly, but they'll be quite small. They're quite small. Có những cái lớp nhỏ này ha, kiểu như lớp mà sĩ số nó đông. Could I get a private lesson there? Đó, đẹp. I think so. Đó, đó, con nghe được cô đó, cô nói gì không? Có nghĩa là cô này có hỏi là sĩ số lớp như thế nào? Xong rồi cái anh này nói là cái sĩ số lớp nó khá là nhỏ, nó rất là small nha. Xong rồi cô đó hỏi tiếp cái gì đó nha. Also show you how to choose them. Right, that sounds good. How big are the classes? I'm not sure exactly, but they'll be quite small. And could I get a private lesson there? Can I get the trước từ lesson không? Trước từ lesson. Tại vì cái từ lesson nó sẽ đồng nghĩa với lại từ từ classes. Cô này cũng hỏi là vậy thì tôi có thể học những cái lớp gì đó không? Nghe lại nha. À, cô nghe lại nghe chỗ đó. I'm not sure exactly, but they'll be quite small. And could I get a private lesson there? Private. Đúng rồi, private là gì? Private là gì? What does it mean by private? Private, you know private? No. Là gì không? Private. Private car, like motorbike, sorry, a private car, private motorbike, you don't have to share with anyone, you use yourself. Private room. Lớp một mình. Yeah, private. Yeah, you are studying in a private class, right? Face to face, okay. Có là lớp lớp riêng con nha, học riêng á. Ừ, vậy là cái này cô hỏi là cô có thể học riêng không nha. Thì anh này anh trả lời sao đây? I think so. Let me check. Let me check. Yes, the yes. Nha, vậy là có nha, có. Rồi. Okay, next one. Do offer those. Though in fact most of the people who attend the classes find it's a nice way of getting to know one another. I suppose it must be. Yes.
And this company has a special deal for clients. Deal nè, có một cái special deal. Deal là một cái giá kẻ rất là special, rất là đặc biệt. Where they offer a discount of 20%. Discount bao nhiêu? Discount? 20%. 20% là gì ta? Là 20. 20 thôi hả? Cũng nếu mà có điện 20 vô đủ chưa không? Dạ, 20% là 120. Ủa? À, 20%. 20% gì vậy? À, percent. Cũng nói gì ta? Trời hết hồn. Percent con. Ủa, gì vậy? Phần trăm. Steve. Okay. Rồi, 20% con ha. 20% có nghĩa là giảm giá ha. Kiểu như nếu mà quay trở lại học đó, thì sẽ giảm giá 20% nha. If you return for a further class. If you return for further class. Có nghĩa là nếu mà con quay trở lại để mà con học cái lớp gì đây, con học cái lớp mà nâng cao lên thêm ha. Thì có nghĩa là ví dụ con học cái lớp A đi, cấp cơ bản. Xong rồi cái con quay trở lại con học nữa thì con sẽ được discount 20% nha. Rồi. Số 5 hồi nãy là mình nói là gì ta? Số 5 và số 6. Rồi. Số 6. Okay, let me see. Okay, but you said there were several classes. That's right. Another one you might be interested in is Bond's Cookery School. Rồi, the Bond's Cookery School là chuẩn bị nghe healthy đúng không? Số 4 là check the health. They're quite new. They just opened 6 months ago, but I've heard good things about them. They concentrate on teaching you to prepare healthy food. Teach you how to prepare healthy food. Chỉ là kiểu như là dạy con cái cách để mà mình chuẩn bị đồ ăn mà nó healthy đúng không? Cho nên số 4 mình sẽ điền healthy đúng rồi đó. Số 5 con nghe dùm cô coi thử là bao gồm những cái recipes. Vậy thì con nghe được cái từ recipes thì con sắp, giống như là mình sắp nghe được cái đáp án của mình rồi đó. Thì cái chỗ này mà con nghe được recipes nha. Rồi thì con coi cái từ nào mà nó nhấn mạnh. Thường là những cái đáp án đó thì nó sẽ nhấn mạnh, nên nó sẽ đọc kiểu như nó sẽ đọc nhấn mạnh cái chỗ đó. And they have quite a lot of specialist staff. So is that food for people on a diet and things like that? I don't know if I'd be interested in that. Well, I don't think they particularly focus on low calorie diets or weight loss. It's more to do with recipes than. Đó, con nghe được recipes chưa? Con nghe được những công thức nấu ăn chưa? Nha, chào chuẩn bị nghe nha. But look at specific needs, like including ingredients that will help build up your bones and make. Build up, con nghe được từ build up không? Build up, build là xây đó, up là cao lên đó. Con nghe là build up, con nghe là nó đồng nghĩa với lại từ strengthen. Nó đồng nghĩa với lại cái từ strengthen là làm, giống như là làm tăng cường. Vậy thì con nghe phía sau từ build up đó là cái gì? Nha. Phía sau build up đó là cái gì thì đó là đáp án của mình đó nha. Nghe lại nha. Them stronger, that sort of thing. I see. Well, I might be interested. I'm not sure. Do they have a website I could check? Yes. Like including ingredients that will help build up your bones. Yeah. Build up gì đây con? Build up your. Build up nó sẽ đồng nghĩa với lại từ từ strengthen. Are you turning off your mic? Yeah. Rồi, vậy thì con nghe được phía sau cái từ build up đó là từ gì đi đẹp hả? Build up. Your. Con nghe được cái từ đó không? No. Rồi, nghe lại nha. One more time. Don't worry. I'd be interested. I'm not sure. Do they have a website I could check? Okay, yes, yeah. Just key and particularly focus on low-calorie diets or weight loss. It's more to do with recipes that look at specific needs, like including ingredients that will help build up your bone. Build up your? Build up cái đồng nghĩa. Hả? Phân nghĩa. Ờ, nghe lại nha, nghe gần đúng rồi đó. Build up your? Including ingredients that will help build up your bones and make them strong. Make them stronger. Build up cái gì đó? Make them stronger. Làm cho nó mạnh hơn. Khỏe hơn. You know bones? Bones? Hello? You know bones?
What does it mean by bones? Là gì ta? Bóng vô. Bóng hả? Build up your bones là mảnh bóng mà. Bones là gì con? Là xương á. Bones là xương á. Vậy thì có nghĩa là bao gồm những cái công thức nấu ăn mà làm gì? Làm gì? Build up your bones là làm gì? Làm từ xương. Không phải. Build up con. Build up. Build up nó có nghĩa là nó đồng nghĩa với lại từ strengthen á. Mà cái từ strengthen thì nó có nghĩa là tăng cường nha, thì tăng cường cái sức khỏe của xương có nghĩa là làm như thế nào con, làm cứng xương, giống như là ví dụ có những cái công thức nấu ăn mình nó sẽ có nhiều canxi ví dụ như vậy nha, thì nấu những cái món ăn đó bao gồm những công thức mà sẽ làm strengthen có nghĩa là làm chắc xương của con ví dụ như vậy nha. Rồi ok, rồi câu số 6 nha. They have a free gì đó every Thursday có nghĩa là có cái gì đó mỗi, giống như là mỗi mỗi thứ năm. Con thường con để ý giùm cô là thường cái đáp án thì nó sẽ đọc nhấn mạnh ngay chỗ đó nha. Cho nên là con thường con để ý cái từ nào mà đọc nhấn mạnh đó hoặc là đọc chậm lên tí xíu là nó đó nha. Con coi thử rồi mỗi cái thứ năm này nó sẽ có một cái gì đó free nha. That sort of thing. I see. Well, I might be interested. I'm not sure. Do they have a website I could check? Yes. Just key in the name of the school. It'll come up. And if you want to know more about them, every Thursday evening they have a lecture at the school. It's free and... Đó, cái gì nó free đó, it's free đó. It's free nó thì free. Vậy thì trước đó là cái gì đó? Cái it đó nó thay thế cho cái từ gì? It là nó thì free đó. Vậy thì nó là gì? Thì con phải nghe cái câu trước đó, đúng không? Yeah. I see. Well, I might be interested. I'm not sure. Do they have a website I could check? Yes. Just key in the name of the school, it'll come up. And if you want to know more about them, every Thursday evening they have a lecture at the school. It's free. Con nghe được từ gì? Hả? Em nghe kịp. Nghe, con nghe cái câu trước free đi. Con nghe cái câu mà trước free á. Trước cái gì đó? Kiểu như nó để cái câu là it's free đúng không? Nó thì free nhưng mà nó là cái gì? Đúng không? Thì con phải nghe cái câu trước đó con mới biết nó là cái gì mà nó free nha. Rồi, nghe lại lần nữa nha. One more time. I see. Well, I might be interested. I'm not sure. Do they have a website I could check? Yes. Just key in the name of the school. It'll come up. And if you want to know more about them, every Thursday evening they have a lecture at the school. It's free and... Lecture. Đúng rồi, lecture. Lecture là gì đấy ha? Lecture. Đó là lecture đó con. Lecture nó có nghĩa là bài. Bài gì? Bài giảng ha. Nha. Giống như là cái bài giảng lý thuyết á. Lecture, còn cái bones là xương nha. Xương. Ok. Rồi, đó là cái khoảng trống số 5 6 đó con. Vậy là mỗi cái thứ năm đó, kiểu như mỗi thứ năm thì sẽ có một cái bài giảng mà nó free con nha. Người ta có giảng bài mà nó free nha. Rồi. Còn cái website ở đây, còn website giống như là khi mà con không muốn biết thêm thông tin thì con sẽ vào cái website đó nha. Còn nếu mà muốn biết nữa thì con sẽ vào cái xem mỗi thứ năm thì nó sẽ có một cái lecture đó nha. Rồi. Next one, câu số 7 tới câu số 10. Cái này thì có vẻ là nó dễ hơn tí. Câu số 7 là con sẽ nghe về cái tên của cái trung tâm này. Số 8 là con sẽ nghe về là cái trung tâm này nè. Thì nó chủ yếu là nó làm gì đó? Food. Thì con thấy là food, từ loại nó là gì đây đẹp hả? Food. Từ loại của food là gì đây không? Food. Food. Đúng rồi, vậy trước danh từ là gì con? Trước danh từ food. Tính từ, đúng rồi ha. Vậy là mình sẽ điền một cái tính từ có nghĩa là chủ yếu, mainly là chủ yếu nè. Chủ yếu là thức ăn gì đó. Có nghĩa là chủ yếu là thức ăn gì đó nha. Rồi, vậy thì con coi cái focus, có nghĩa là con coi cái trọng tâm của cái lớp này nè. Thì nó sẽ dạy mình cái cách nấu ăn gì đó nha. Rồi, câu số 9 nha. Located near the, có nghĩa là cái lớp này nè. Thì nó located near. Located là gì đây đẹp ha? Located. Located là gì đây không? Địa phương. Located hả? Located thì nó có nghĩa là tọa lạc, nằm ở á.
giống như là nó nằm ở gần gần cái gì đó, thì con xem coi cái lớp này nè, cái lớp nấu ăn mà the gì đó center này, nó sẽ gần cái nơi nào đó, ví dụ như là nó gần biển, nó gần sông, nó gần hồ, hay là gì đi gần gì đó nha. Rồi. Câu số 10. A special course in skills with gì đó is sometimes available. Đó là một cái special course. Course là một cái khóa học không? Special là đặc biệt. Vậy thì một cái khóa học đặc biệt với những cái skills là những cái kỹ năng gì đó đó. Thì sometimes available. Thì thỉnh thoảng thì nó cũng như thế nào? Nó cũng kiểu như có. Có nghĩa là thỉnh thoảng thì sẽ có những cái khóa học đặc biệt về những cái kỹ năng sử dụng cái gì đó. Nha. Con nghĩ đi. Thường sẽ sử dụng gì ta? Trong nấu ăn đó thì thường có những cái khóa học mà người ta, những khóa học đặc biệt mà người ta hướng dẫn mình cách sử dụng cái gì đó, một cái gì đó nha. Con nghĩ thử xem, can you Chắc là dao. maybe dao, tiếng Anh nói là sao ta? Dao, dao Ni gì đó. hả? Phải ni gì không cô? Knife, right? Knife. Này. Yes. Thì con nghe thử hỏi phải dao không ha? Maybe cũng có thể nhé, nhưng mà con xem thử coi. Chút xíu thì mình sẽ có những cái khóa học đặc biệt về cách sử dụng gì đó nha. Rồi. Okay, let's see. You don't need to book or anything. Just turn up at 7:30. And that might give 10. Rồi, nghe nhạc, nghe cái phần tiếp theo luôn này ha. And answer questions 7 to 10. Okay, there's one more place you might be interested in. That's got a rather strange name. It's called the Aretsa Center. That's spelled Aretsa. Okay. They've got a very good reputation. They do a bit of meat and fish cookery, but they mostly specialize in vegetarian dishes. Right. That's certainly an area I'd like to learn more about. I've got lots of friends who don't eat meat. In fact, I think I might have seen that school today. Is it just by the market? That's right. So they don't have any problem getting their ingredients. They're right next door. And they also offer a special 2-hour course in how to use a knife. They cover all the different skills, buying them, sharpening, chopping techniques. It gets booked up quickly, though, so you'd need to check it was available. Right. Well, thank you very much. I'll go and check that out. Okay. Chắc nghe được, đúng không? Chắc nghe được ít gì cũng hai khoảng trống. Thứ nhất là khoảng trống số 7, thứ hai là có thể là số 9 và số 10 luôn á, đúng không? 7, 9, 10 đúng không? Ừ. Đẹp. Dạ không. Con nghe được khoảng trống nào? Con nghe được khoảng trống nào? Em nghe được số 7 à. Sau đó cái con Mỹ nó vô nói chuyện với em nên là em bị quên đi. What did she say to you? What did she say to you? She calls mẹ you. Kêu ra ăn. Do you want to eat some meat? It's okay, don't worry. You can maybe spend about 5 or 10 minutes to eat something because you have to continue to study until maybe 9 p.m. After I finish the lesson, listening. Okay, so after you finish listening, you will have some break and then you will have dinner, right? Rồi. No. Sorry nha, à, sorry. Với lại tầm bữa nay mình học 1 tiếng rưỡi rồi cô, sau đó bữa sau mình cho nó tròn buổi luôn, cho em tắm nữa. Em không tắm học tới sáu học rưỡi sau. Hả? Học tới 6 rưỡi hả? Cũng được. Cũng được. Rồi. Tại em không tắm em chịu không nổi. Cô sẽ cố gắng. Okay. Vậy chứ 9 giờ tắm không được hả? 9 giờ tắm không được hả? Nhưng mà vậy là em phải ở giờ thêm 1 tiếng, thêm 1-2 tiếng nữa em chịu không nổi. Cũng được. Vậy thì bên đây mình học 1 tiếng rưỡi nha. Rồi sau đó thì cô sẽ sắp xếp bữa nào đó mình học thêm 1 tiếng rưỡi nữa. Ok. Nào. Bây giờ mình nghe nha. Vậy là số 7 con nghe được gì đây? Con đánh đánh vần giùm cô ha. Số 7. Em nghe rất thành gì đó nhưng mà em chưa ghi được. Ok, vậy one more time. Uh-huh. Chắc là bạn. Hả? One more time. One more time. Yes.
Now listen and answer questions 7 to 10. Okay, there's one more place you might be interested in. That's got a rather strange name. It's called the Aretsa Centre. That's spelled A-R-R-E-T-S-A. Okay. They've got a very good reputation. They do a bit of meat and fish cookery, but they mostly specialise in... Sorry. Vegetarian dishes. Right. Now listen and answer questions 7 to 10. Okay, there's one more place you might be interested in. That's got a rather strange name. It's called the Aretsa Centre. That's spelled A-R-R-E-T-S-A. Okay. They've got a very good reputation. They do a bit of meat and fish cookery, but they mostly specialise in vegetarian dishes. Right. That's certainly an area I'd like to learn more about. I've got lots of friends who don't eat meat. In fact, I think I might have seen that school today. Is it just by the market? That's right. So they don't have any problem getting their ingredients. They're right next door. And they also offer a special 2-hour course in how to use a knife. They cover all the different skills, buying them, sharpening, chopping techniques. It gets booked up quickly, though, so you'd need to check it was available. Right. Well, thank you very much. I'll go and check that out. Rồi. OK. Rồi. Số 7 không? Can you spell it? Can you? Em nghe A gì đó. Em chưa nghe được. A. OK, OK. Rồi. Còn nghe được khoảng trống số 8, 9, 10 thì sao con? Con nghe được khoảng trống 8. Mười là cái dao đúng mà. Mười là knife, right? Nhưng mà phải viết đúng đó nha. Con viết đúng nha. Dạ, dạ viết đúng. Ờ, dễ gì không biết. Liên quan tới nấu ăn mà. Ủa? Dễ gì không biết. Hả? Em thiếu chữ E. Ừ, tôi có chữ E nữa con. Dạ, yeah. Số 8 thì sao nhỉ? Okay, are you back? Are you back? Sorry, I cannot hear you very well because it's up there. Okay, what did you say? Hello. That is the end of section one. You now have... Now listen and answer questions 7 to 10. Okay, there's one more place you might be interested in. That's got a rather strange name. It's called the Aretsa Centre. Rồi, con nghe được là Aretsa trước nha. Có nghĩa là người ta sẽ đọc cái tên cho mình trước. Người ta sẽ đọc cái tên cho mình trước xong rồi người ta mới đánh vần cho mình. Vậy thì lúc mà con nghe cái tên đó là con để ý giùm cô ha, là cái tên đó là Aretsa. Để chút xíu mình viết, ví dụ mình có bỏ thiếu, kiểu như là mình bỏ lỡ cái ký tự nào thì mình cũng dựa vào cái cách phát âm mà người lần đầu tiên người ta đọc đó để mình đoán nha. Rồi, Aretsa nha ha, Aretsa. Aretsa đó. That's spelled A. A. Yeah. Double R. Cái đó là gì vậy? A double R. Là gì? Double R. Là cái gì? Hay là đấy bao nhiêu? Double R. Nó còn double R. Con nghe lại nha. Double R. Em cũng mới vừa nghĩ tới nó. E-T-S-A. That's got a rather strange name. It's called the Aretsa Centre. That's spelled A-R-R-E-T-S-A.
Rồi, có nghe là được không? A, Zafar. A-S-A. A-R-R là tới gì con? A-T-S-A. A-T-S-A, đúng rồi đó, chính xác. Aressor, đúng rồi nè. Ha. Rồi, vậy là A nè, Zafar, ha. Hai chữ R đó, vậy là Zafar. E-T-S-A. Okay, good. Now, what's next one? Okay. They've got a very good reputation. They do a bit of meat and fish cookery, but they... The meat and fish cookery có nghĩa là nấu ăn giống như là có thịt và cá nữa. Có nấu những món thịt và món cá nữa. They mostly specialize in veg... Mostly specialize. Specialize là chuyên đó con. Mostly có nghĩa là kiểu như là hầu như là chuyên biệt về cái gì đó. Có nghĩa là thường á, thì cũng có nấu những cái món thịt cá nữa, nhưng mà thường nó sẽ liên quan tới những món gì đây nha. Vegetarian dishes. Đó. Đó, để nghe được không? Đây, cái lại nha. They've got a very good reputation. They do a bit of meat and fish cookery, but they mostly specialize in vegetarian dishes. This is là món ăn. Dish là món ăn. This is là những món ăn. Những cái món ăn nó sẽ đồng nghĩa với lại từ food. Vậy thì con nghe cái thông tin trước cái từ this is đó là gì? Em đang định nói câu nói cái em quên này, nhưng mà em nghe là this is. Yeah. Nghe lại. Em đang định nói. Rồi, rồi cũng nói nữa. Rồi cũng nói nữa. Nghe lại nha. Very good reputation. They do a bit of meat and fish cookery, but they mostly specialize in vegetarian dishes. Right. Vegetarian. Là gì? Vegetarian? Vegetarian. Kiểu là đồ ăn rau không cô? Đúng rồi. Bây giờ mình viết ra cho đúng nè. Vegetarian, right? Vegetarian. Oh, sorry. Sorry. Vegetarian, right? Có nghĩa là thức ăn chay không? Ý là vegetable, ha? Là vegetarian là thức ăn chay. Vậy thì người ta tập trung vào người ta ăn chay đúng không? Nha. Yeah. Có nghĩa là tập trung là nấu những cái món ăn chay á. Vegetarian nha. Nó nghe nè, viết cho nó đúng nha đẹp. Có nghĩa là con nghe được cái từ đó rồi. Con phải viết cho nó đúng nữa thì nó mới đúng. Kiểu vậy nha. Khó xíu. Yeah. Next one. That's certainly an area I'd like to learn more about. I've got lots of friends who don't eat meat. Có là nhiều người bạn của quấy thì cổ không có ăn thịt. In fact, I think I might have seen that school today. Is it just by the market? That's right. Đó, gần gì? Near the gì đó? Market. Market, đúng rồi. Cái ông này mới là that's right. Yeah, that's right. Vậy là gần cái gì không? Vậy là gần cái market. Ha. Rồi, market. Rồi, rồi số 10 nha. Con nghe là phải coi knife không ha? Giống như là cái dao. Cách sử dụng dao, phải không? So they don't have any problem getting their ingredients. They're right next door. And they also offer a special 2-hour course in how to use a knife. How to use a knife. Knife, là cái dao. They cover all the different skills, buying them, sharpening. Buying là bầm nè, shopping là chặt nha. Shopping techniques. It gets booked up quickly though, so you'd need. Yeah, bầm chặt cái kiểu thì liên quan tới lại dao đúng không đẹp nha. Cho nên là cái số 10 này con sẽ chọn là knife. Vậy thì 10 câu này con đúng, con nghĩ là khi mà mình làm thiệt á thì mình đúng được mấy câu? À. Cô nói gì cô em nghe không rõ. À, cô nói là khi mà con lúc mà con làm thiệt á, lúc mà con làm thiệt cái bài này á, thì con nghĩ là khi mà nghe ví dụ nghe một lần thôi thì con sẽ đúng được bao nhiêu câu? Chắc cũng được 5 câu. Được 5 câu ha. Ok, very good. Right, ok. Vậy thì bây giờ let me see. Vậy thì bây giờ mình có bao giờ em một đi học quá làm gì ta? Đi đại học quá hả? Quá để trên 5 điểm. Ủa? Quá trên 5 điểm dễ không? Không. Ok.
Rồi, cô hướng dẫn cho con một số cụm từ nha, để mình đi qua cái chủ đề của mình. Ok, mình sẽ đi qua cái chủ đề là work. Ok, đầu tiên mình sẽ có cái cụm từ là gì đây không? To be called for an interview. To be called for an interview có nghĩa là mình được gọi để mà phỏng vấn. Có nghĩa là khi mà con đã đậu cái phần CV rồi á, thì con sẽ được gọi nha, được gọi để mà phỏng vấn nha. Rồi, tiếp theo là to be your own boss, là run your business, be self-employed, thì nó có nghĩa là gì đây con? Có nghĩa là mình sẽ có một cái việc kinh doanh riêng của mình, có nghĩa là mình sẽ tự làm boss của mình, to be your own boss, right? Run your business, có nghĩa là mình tự điều hành cái doanh nghiệp của mình, nha. Có nghĩa là mình tự làm chủ, hoặc là self-employed, có nghĩa là mình làm thuê cho bản thân mình. Rồi, có ví dụ ở đây con ha, có gì con đọc ví dụ thêm để mình biết cái cách đọc, giống như là cái cách đặt câu ha. Cô có để ví dụ dưới đây nè. Rồi, tiếp theo là 9-to-5 job. Giống như con nói, cô nói nãy con nói hồi nãy với con là 9-to-5 job, có nghĩa là một cái công việc mà từ 9 giờ cho tới 5 giờ, có nghĩa là một cái công việc mà normal job nha. Kiểu như là một cái công việc bình thường mà từ 8 giờ cho tới 5 giờ chiều ha, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Không tính giờ nghỉ trưa nha. Rồi. To be stuck behind the desk. Stuck là mình bị mắc kẹt lại. Behind the desk, có là phía sau một cái bàn, đó là gì ta? Vậy là to unhappy in an office job, có là mình cảm thấy không có vui khi mà mình làm một cái công việc văn phòng nha. Thì mình sẽ nói là to be stuck behind the desk. One of the perks of the job. Cái perks này, con perks này nó có nghĩa là những cái lợi ích nha. Một trong những cái perks có nghĩa là một trong những cái lợi ích của cái công việc này là gì đó nha. Ok, job satisfaction là cái job satisfaction là cái sự hài lòng trong công việc đó không? Ví dụ con làm cái công việc đó con có vui hay không, lương có ổn hay không, đồng nghiệp như thế nào nha, mình có cơ hội thăng tiến nhiều hay không, thì cái đó sẽ là job satisfaction, right? Manual work là những cái công việc chân tay nha. Nè, requires physical activities nha, những cái hoạt động thể chất. Temporary work có là công việc tạm thời thôi, ví dụ như là ví dụ mình đang rảnh hay gì đó thì mình đi làm một công việc tạm thời thôi, nó không có kéo dài nha. Voluntary work thì con biết rồi, đó là công việc tình nguyện đúng không nè. Tiếp theo, working conditions là những cái điều kiện làm việc của mình, ví dụ liên quan tới giờ, liên quan tới lương, liên quan tới những cái cam kết của cái công việc đó nha. Là những working conditions, xem coi là cái điều kiện làm việc của mình nó có tốt hay không nha. To meet the deadline, ok, meet the deadline chắc con biết ha, coi là mình phải hoàn thành ở một cái thời gian mà người ta cho phép ha. Hoàn thành một cái bài tập, một cái dự án gì đó ngay thời gian mà người ta cho phép. Rồi, to take early retirement, coi là mình nghỉ hưu sớm nha. Kiểu như là mình tuổi trẻ làm việc xong rồi lớn tuổi mình nghỉ hưu sớm, mình không làm việc lâu nữa, kiểu như mình không làm việc nhiều năm nữa. A healthy workload. Cái workload đó không? Workload thì nó coi là cái khối lượng công việc mà nó healthy, coi là một cái khối lượng công việc mà nó nặng nhọc nha, kiểu như một khối lượng công việc mà nó rất là nhiều. Còn shift work có nghĩa là làm việc theo ca nha, ví dụ như làm việc ca sáng ca tối gì đó không nha. Ok, morning hoặc là night shift, vậy thì cô có morning shift là ca sáng nè, còn night shift là ca đêm nha. Tiếp theo là cô sẽ có cái cụm từ là land a new job, có nghĩa là get a new and usually a good job, có nghĩa là mình có được một cái công việc mới và thường nó là một cái công việc tốt, thì cô sẽ nói là I land a new job, right? Land a new job, có được một công việc mới. Mình không nói là I have đó, thì nó tầm thường quá, thì nó bình thường quá, thì mình sẽ nói là I land a new job, right? Take up the post. Cái post này là cái vị trí công việc đó con. Nó là viết tắt của lại cái từ positions ha. Positions thì nó phải là cái vị trí công việc. Vậy thì take up the post có nghĩa là mình bắt đầu công việc, start work ha. Earn a good living. Earn a good living là mình có được một cái công việc nào đó mà kiếm sống rất là tốt, có nghĩa là có thu nhập tốt ha. Get a check là nếu là không tốt thì sẽ bị dismiss, có nghĩa là bị gì đây con? Con nghĩ là bị gì? Be dismissed hoặc là fire. Get a check là bị gì đây đây? Bị phạt. Bị gì con? Bị nạt. Bị hạ lương. Get a check.
kiểu như đã bị fire, con bị fire là bị đuổi việc, bị sa thải luôn. À, vậy là get a shake, right? Hoặc là be dismissed, hoặc là fire có nghĩa là bị phạt. À, xin lỗi, bị đuổi luôn, kiểu như là bị sa thải luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái chủ đề của mình nè. À, ok, this one. Are you so hungry? Are you so hungry? Have you got enough energy to continue our lesson, or you are so hungry and you cannot concentrate? That you cannot concentrate on our lesson anymore. I'm eating. Huh? I'm eating. What are you eating? Okay, so what are you eating? What are you eating? Weak noise hello. Why? What are you eating? Maybe some snack? Some snack, right? Hello. Okay, so describe a time when you started using. Oh, I'm sorry, not this one. So sorry. I ate some rice with the pork and egg. You eat some rice with pork and eggs, right? Yes. Interesting. Who repair it for you? Yeah. Sorry, can you speak again? Okay, so who repair the rice and some pork and eggs for you? My mother. Your mother, right? Because she's afraid that you will get hungry. While you are eating, while you are learning, right? So especially prepare some food for you to eat, right? So it takes you about 30 minutes to take a shower, because you think that maybe we should stop at 6:30 and then you take a shower. So do you spend 30 minutes to take a shower? Take a shower là đi tắm đó hả? Vậy là con tắm tới 30 phút rồi hả? Có thể hơn, không biết hơn xui. Rồi, interesting. Rồi, con làm dùm cô cái phần này hết đấy ha. Con chuẩn bị dùm cô làm. Describe someone you know. Bây giờ mình nói lại ý, mình nói với cô thôi ha. Rồi tối nay con, nếu mà con có thời gian rảnh thì con viết lại cho nó hoàn chỉnh dùm cô nha. Describe someone you know who has started a business, có nghĩa là con miêu tả một cái người nào đó mà người ta vừa mới bắt đầu một cái started, là bắt đầu một cái việc kinh doanh riêng của họ ha. Có là họ kinh doanh riêng đó. Con có thể nói phụng được á. Cô mới ủng hộ phụng á. Kiểu như you should say who this person is, có là cái người này là ai. What work this person does, có nghĩa là cái người này làm cái công việc gì. And why, tại sao mà cái người này lại quyết định mà bắt đầu một cái business đó, cái việc kinh doanh đó nha. Và explain whether you would like to do in the same kind of work as this person. Và con explain là con giải thích là liệu trong tương lai á, thì con có làm giống như là con làm cùng cái loại sản phẩm giống như là cái người này làm hay không, với lại làm cái cùng một cái nghề với là một cái việc kinh doanh như là người này hay không. Ví dụ như là bạn bán những cái school things, right? Những cái đồ dùng học tập, ví dụ như vậy, thì con nghĩ là trong tương lai đó thì con sẽ làm giống như bạn hay không nha. Rồi. Maybe you have 5 minutes to prepare some ideas and then after 10 minutes I will we will discuss about this topic, right? So maybe 5 minutes you have enough time to jot down, to note down some ideas and some vocabulary use, and then you use your own language to speak, right? Is this okay for you? You can note down here so that I can see.
Đang hiểu không con? Đang hiểu không con? Dạ hiểu, dạ hiểu. Rồi, ok. Part 2. Rồi, trong đầu mình đang nghĩ tới ai ta? Đang nghĩ tới ai mà mới vừa khởi nghiệp kiểu vậy? Cô nghĩ bạn Phụng mà, em sẽ nói về bạn Phụng. Cũng hay, kiểu như cô cũng thấy nó gần dễ nói mà, đúng không? Chứ mình nói ai giờ? Phụng nó bài cho bán đắt lắm nha. Rồi, con có muốn chụp lại cái này không ta? Trang này là trang... Thì tối cô gửi cho con cái file này, trang là trang 31. Test 1. Test 1. Cô gửi ý Phụng nhưng mà con cũng có thể nói người khác mà. Test 1, page 31. Nè, cô để đây nha. Cô để cái file cho con xem ha. Vì có tiếng nước nha. Mẹ cưng quá ta, thấy học cực quá mẹ. Làm được anh.
Okay, you ready? Yeah. You ready? Yes, okay. So have you shot down some ideas here? No, nothing, right? Nothing? Okay, so please. Mm. Yeah. Recently, my best friend started her business. That's the online seller in the Shopee. Mm. Because of the impediments, people rarely go out on the trees. So she got off a right start, selling very expensive. Selling more products. Mm. Yeah. I hope so. She will paint one dishes in the next time when impediments be better. Cô lướt lên cho em coi cái she was successful, so in the future I think I don't want to do that because I don't want to do that, which I have to complete my pet friend. Yeah. That's all. Maybe I will start a business. So business. Nevertheless, it's not the same as my best friend. Okay. Yeah. So what kind of business would you like to do in the future? What kind of business would you like to do in the future? I don't know. So I think in the future, I will start up the business. But you haven't decided which kind of product would you like to sell in the future, right? You are thinking, right? You are thinking about a suitable product so that you can use it to start up, right? Okay, I will jot down some ideas. And you say that your best friend, she has recently started her own business, right? And during the COVID-19 pandemic, the sales of her shop is kind of great, right? Mm-hmm. I mean that she sells a lot of products, right? Good. So hồi nãy con nói là trong tương lai thì con hy vọng gì vậy thầy? Trong tương lai con nói là khi mà đại dịch nó tốt hơn thì sao đây? Nãy con nói gì đó? In the future, I hope to she will pay one business in the next time when the impediment is better. Yes. So you want? Yes. So do you hope that she is rich enough to pay for the meal? You pay for the meal if the COVID-19 is under control and she and you go to eat something, she can pay for the meal, right? That's what you mean. This is được, this được. The meal, this được. This là một món ăn thôi nha. Còn meal là một bữa ăn. Một bữa ăn nó sẽ có nhiều món ăn à. Vậy thì con có thể dùng là this là món ăn, con cũng có thể dùng là cái từ là meal là bữa ăn. Nghe được ha? Dạ, con dùng cái từ này cũng được. Rồi, cho đó là trong tương lai con không có muốn làm tại vì con không có muốn compete. Compete nó sẽ đi chung với từ là with ha. Compete. I don't want to compete, right? Compete with her. Kiểu như I don't want to compete with her, right? Okay, so pandemic, right? Start
start she her best friend, my best friend. He's recently, con ha. He's recently. Con muốn dùng là recently trước cũng được nữa, ha. Cái này cũng được. Started, con mình dùng là started. Nhưng mà con quên nói là bé Phụng nó kinh doanh về gì vậy đó. My best friend, he recently started her old business, right? Yeah. Rồi, bạn của tôi ha, bạn thân của tôi thì vừa gần đây thì vừa mới bắt đầu một cái việc kinh doanh riêng đúng không con? Yeah. Vậy thì con thấy là cái chỗ này là để coi so what kind of business is she doing? What kind of business is she doing? I mean that what does she sell? She sells a lot of cute hair products. Cute products. So which kind of products? Cute products? What do you mean by cute products? I mean the table, cute tables, cute house, cute motorbike. Some small thing. Small thing, like eraser. Eraser. Kind of pen, pencil. A spoon, right? You mean the spoon? Nó có nhiều cái không có spoon như là cashier. Vậy là kêu con có thể dùng từ cute items, right? Những cái món đồ dễ thương đúng không? Ha, cute products hoặc là những cái kêu nó chỉ kêu thôi hả? Nó không có tính ứng dụng tốt thì nó cũng đâu có ok đâu. Ok. Vậy thì những cái sản phẩm con nha, con dùng những cái sản phẩm cũng được hoặc là những cái items cũng được nha. Vậy thì nó cute và nó như thế nào nữa? Cute and ví dụ như là practical nữa, con thêm mình có cái từ practical cho nó hay. Cái từ practical thì nó có nghĩa là mang tính ứng dụng cao á. Vậy thì nó ngoài cái việc mà nó cute ra ha, thì nó còn practical nữa. Maybe she's selling some products that are very cute and very practical, right? So I have already ordered two notebooks. Okay, two types of notebook. One for me and one for my younger brother, so that he can start a new school year. Right. So if I have a chance to meet you again, I think that I will order something for you from Phụng shop, because the products in her shop are high quality, and I want to order more, right? So 5 stars, okay, 5 star for the products in your shop, in her shop, right? Đẹp ơi, tối nay tranh thủ soạn lại cái phần này giùm cô trên đây nha đẹp. Yeah. Tối nay được không? Mệt không? Nếu mà mệt thì mai cũng được. Sao nè? Cô em học tới 9 giờ luôn. Okay. Maybe you try your best to finish the homework, right? You should write it down so that you can review it in the future, right?